Xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh YouTube bán hàng của em. Thì hôm nay là những dịp đầu năm mới, thì trước khi vô bán hàng em sẽ nói gửi lời ra lời cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em trong thời gian qua. Nhất là em cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em và đã mua hàng của em. Đầu năm em cũng chúc cho tất cả mọi người có một năm mới thật là mạnh khỏe và làm ăn được suôn sẻ và phát tài. Và bây giờ hôm nay thì em sẽ vô clip đầu năm là mã H. Thì mã H ngày hôm nay á, thì em cũng có nói sơ là cái vấn đề là em ship code á, thì ngoại thành thì 20.000 em hỗ trợ cho tất cả mọi người, và nội thành thì 10.000. Rồi những ai chuyển khoản thì bao ship ha. Rồi bây giờ em sẽ vô nhanh gọn lẹ cho đầu năm, cho nó nhanh gọn lẹ cho nó may mắn ha mọi người. Đây là mã H đầu tiên, gọi là H1. H1 đây là một cái Santa Cu. Đầu năm cái giọng của em nó hơi bị khàn do ăn đồ nóng nhiều mọi người. Đây là một cây Santa Cu, này là full carbon nha mọi người. Nè. Mọi người thấy nha, đây là carbon đây nè, người ta nhiệt luyện đây nè. Đó, phần đây là con đây là full carbon nha. Xài chừng nào hết con dao thì thôi ha. Đây là một con Santa Cu. Con này tình trạng nó rất là đẹp. Nói chung là không đẹp thì cũng gọi là không đẹp lắm, nhưng mà nó nói chung là khá ok. Nó có bị một cái nhỏ ở đây thôi, còn mấy cái này là nó ám rồi mọi người. Không có rỉ rổ gì nhiều đâu. Con này là up full tan. Ba chốt inox. Đây cán nó nghe mọi người, cán đẹp nha. Rồi, em đọc kích thước luôn. Con H1 này, con Santa Cu này là lưỡi 17, bản rộng 4.4 mà độ dày nó là 2 ly nha mọi người. Mã đầu tiên bán giá là 320.000. Mã số 2 cũng là một con Santa Cu. Con này là sử dụng thép MV, gọi là Moladium Vanadium ha mọi người, Santa Shield. Con này là thép không rỉ, hàm lượng không rỉ cao, nhưng mà cũng có chút xíu rỉ. Chứ không phải là không. Ốc full tan, 3 chút inox. Cán tình trạng còn rất là đẹp con này. Nói chung ai sử dụng mấy con này thì đỡ sợ rỉ. Sử dụng gia đình. Lưỡi 16.5, bản rộng 4.2 và độ dày nó là 2 ly. Con này số 2 này bán giá là 300.000 luôn ha. Năm mới mọi người có gì mới mẻ không? Em thì năm mới dịch quá thì ở nhà em làm dao, với lại em chài dao thì nhiều. Hôm nay mùng 9 thì em cũng khai trương lên video clip cho mọi người. Mã số 3 đây là cũng con là một con Santa Cu luôn. Con này thì rất là đẹp luôn. Con này đặc biệt cái là khâu đúc, nhưng mà cán còn rất là đẹp nha mọi người. Đây con này cán rất đẹp, chữ hai bên luôn. Con này rất đẹp nha, tình trạng rất là đẹp. Mà con này em thấy bản nó rất là rộng nha. Lưỡi 17.5, bản rộng 4.5 mà độ dày nó là 2 ly. Mọi người xem nha. Bản rộng nó tới 4.5 lần á. Chữ đây nữa nè. Mấy ngày Tết ở nhà chạy dao mệt nghỉ luôn mọi người. Nhà cũng có chạy dao thì vệ sinh dao, với lại cũng đỡ buồn chứ mấy ngày dịch này đâu có được đi du lịch gì đâu. Mã số 3 này em bán giá là 390.000 nha, cho con Santa Cu này. Mã số 4 cũng là một con Santa Cu luôn. Con này là của hãng, nó có chữ đây nè, nó mờ nó ba chữ đó mọi người. Đây là ba lớp nha mọi người. Con này lúc mà em nhìn là nó là như là Tojiro. Lỗi Tojiro không thường, nó hay làm lỗi VG các mọi người, nhưng mà không biết VG mấy. Này là ba lớp nha. Con này tình trạng thì con này khỏi chơi rồi. Cán thì nó không phải đen mà nó gỗ hơi màu nâu nâu. Ba chốt inox. Đây xem ha. Khẩu đúc nè mọi người, khâu còn rất là đẹp. Đây, lưỡi nó đây. Rồi mã số 4 này em đọc cái trước, lưỡi 16.5, bản rộng 4.5 mà độ dày nó là 2 ly. Mã số 4 này em bán giá là 390.000 luôn nha. Con này thì có lưỡi có 16.5 thôi, nhưng mà bù lại rất là đẹp nha mọi người. Con số 5 là một con Santa Cu. Con này là thủ công, ba lớp lõi carbon. Lõi thì em nó không dập gì lõi carbon. Con này em có chài sơ qua đá nè, cho nên nó nổi cái đường vân lõi nó lên nè mọi người thấy ha. Đây chữ nó đen nha mọi người. Con này chữ đen nè, lõi đây nè. Rồi con này thì đã làm cán rồi nha mọi người. Thật ra mấy con dao này là của ông anh, ông Tết, ông trước khi Tết hôm qua ông gửi em á, thì sẵn thì em bán thôi. Đây là ông về ông làm cán nè. Cán nè, ông làm cán bắt giác nè, khâu sừng nha mọi người. Cán bắt giác khâu sừng nha. Mọi cái cán không cũng mất tiền. Nói chung ông thì làm rảnh rỗi, ông làm chơi mà, cho nên làm lấy tay nghề á, cho nên làm, nhưng mà theo em đánh giá thì làm cũng rất là ok rồi. Lưỡi 14.5, bản rộng 3.8 mà độ dày nó là 3 ly. Con số 5 này bán giá là 380.000 cho con Santa Cu này nha mọi người. 380.000 cho con Santa Cu này. Nói cái cán này nếu mà làm không cũng 200 mấy á mọi người, 250 chứ không hết đâu. Con số 6 là một con Nakari thép 3 lớp lõi carbon nha mọi người. Đây, chữ nó bên đây nha.
Con này ốp full tan nhưng mà cán là cán nhựa nha mọi người. Khâu đồng, chốt hai chút đồng. Đây, ba lớp nhưng mà đặc biệt cái con này ba lớp nhưng mà nó rất là mỏng nha mọi người. Ba lớp á, nó rất là mỏng. Ngay mặt bên đây nó cũng rất là đẹp nha. Lưỡi nè. Mọi người xem lưỡi nó nha. Rồi, Nakari thì chuyên Thái thì mọi người biết rồi ha. Con này đặc biệt cái nó dập chữ ngang. Lưỡi 15,5 bản rộng 4,2 và độ dày nó là 1,5 ly. Mã số 6 em bán giá là 360 ngàn ha. À bên nữa mọi người xem kênh của em á, nếu mà chốt hàng thì hãy nhắn tin qua số điện thoại hoặc là Zalo nha. Đừng có nhắn tin trên kênh bình luận. À kênh bình luận em không có theo dõi đâu ha. Con số 7 thì cái dáng của nó là con Usuba nhưng mà con này nó mỏng nha mọi người. Con này nó mỏng, chữ nó bên đây nha. Đó, chữ nó đây. Con này cũng làm cán rồi nè. Cán mắt giác khâu sừng luôn nha mọi người. Ổng làm như kiểu làm để mà lấy kinh nghiệm để làm cán. Nên là giao gì cũng làm á. Đây cái lỗi nó đây nha mọi người. Đây lớp thép ghép của nó đây nè mọi người. Con này tình trạng là ok nè, mỏng. Con này nhỏ, dáng y chang Usuba vậy thôi nhưng mà con này thái cũng được nè, bữa em có thử thái hành thì cũng ok. Nó cũng giống như Nakari vậy đó. Nhưng mà cái dáng nó cong cong xuống tí xíu vậy, nhìn y chang Usuba. Lưỡi 15, bản rộng 3,5, độ dày nó là 1,5 ly. Và mã số 7 này em bán giá là 380 ngàn nha. Mã số 8 là một con Santoku. Con này là thép carbon. Con này giống như đại khái là hai carbon đó mọi người. Nó ít rỉ nhưng mà nó cũng rỉ chút chút á, cho nên mọi người thấy nè, nó hơi ấm ấm đây nè, đó. Đây chữ nó đây nha mọi người. Chữ nó đây. Con này là cán thủ công khâu nhựa, gọi là cán thủ công khâu nhựa. Cán thủ công khâu nhựa. À đọc cái trước nha, lưỡi 16,5 bản rộng 4,5 và độ dày nó là 2 ly nha mọi người. Con này độ dày nó là 2 ly. Mã số 8 này em bán giá là 320 ngàn nha mọi người. 320 ngàn. À, xem qua lần nữa ha. Mã số 9 là một con Gyuto. Con này thì nó bị ám đen nè mọi người. Nó ám đen rồi nè. Con này đặc biệt cái nó là chữ nó cũng dập ngang như con Nakari nè, chữ dập ngang và cái cán cái khâu của nó cũng rất là lạ. À đây cái khâu của nó đây. Con này cái form nó nhìn giống như dao Đức á mọi người, nhưng mà này là dao Nhật. Mấy con này nó ám ám đây nè, em chà không được nha mọi người. Nói chung thì nó cũng không ảnh hưởng gì nhưng mà nó ám ám nó hơi xấu vậy thôi. À đọc nha, con này thì Gyuto này rất là bự. Lưỡi 24, bản rộng 4,5 và độ dày của nó, dày nhất của nó đây là 5 ly nha mọi người, và mỏng gì trên đây là còn 0,5 ly nha. Đó, mọi người xem ha. Đó. Thì cái con này em bán, con mã số 9 em bán giá là 360 ngàn. Và tình trạng của nó tại vì nó ám mà nó không được đẹp á, như là nó xấu á, cho nên em bán giá là 360 ngàn. Mọi người mua về thái là rất là bình thường. Nói chung á, là thái vẫn ok thôi. Nhưng mà có một cái thẩm mỹ, về thẩm mỹ thì nó không được đẹp thôi. Mã số 10 đây là một con dao Sugimoto. Và con này đã rất là đẹp nha. Bóng gương luôn. Vì sinh rất là đẹp nha. Con này là khâu đúc. À, án ốp full tan ba chốt, cái cán này cầm này rất là đã trong dòng cán của Sugimoto ha. Rồi, không giới thiệu gì nhiều về con này, hãng này thì mọi người biết rồi ha, sử dụng thép giấy trắng số 2 và cực kỳ bén nha. Em đọc cái trước luôn, lưỡi 17 bản rộng 3,5 và độ dày nó là 2 ly và mỏng về trên mũi còn 1 ly nha. Con này rất là bán, siêu bán luôn á, bán cực kỳ, hãng Sugimoto nổi tiếng rồi. Và con này người ta nhiệt liền đó đây nha mọi người. Sợ hết con dây thôi. Rồi mã số 10 này em bán giá là 1,3 triệu nha, 1,3 triệu cho con Sugimoto này. Hàng hiếm nha, cực kỳ hiếm luôn, mà con này vệ sinh rất là đẹp rồi nha. Mã số 10 1,3 triệu. Mã số 11 là một con Ugani. Con này thì em đã chà đá rồi nè, đó. Thì cái dáng của nó là dáng Ugani nhưng mà không biết sao con này nó mỏng, nó dày khoảng 3 ly à. Đây mà sao nó nha. Này đó, em đọc cái chữ nó đây nha. Đó. Lưỡi 15 bản rộng 4 và độ dày của nó là 3 ly nha mọi người. Con số 11 để em bán giá là 390 ngàn cho con này nha. Ugani, chuyên làm lương đó. Con số 12 là cái dáng của nó, nhìn dáng này thật sự ra con này là em kêu giống như là Takahuki hơn là
giống như giống này, tại vì cái dáng này nhìn nó y chang như nó con có cấp bạch tuộc vậy đó, nhưng mà cũng là, nhưng mà đặc biệt con này gọi là thép nguyên khối nha mọi người. Đợt trước em đúng ra là ông này ông đem qua trễ quá, chứ em có một con giống vậy nữa là một cặp chung đó, là con sashimi và con này ha. Nhưng mà đợt trước em bán con sashimi rồi thì bây giờ em còn con này, thì đợt trước ai mua con sashimi giờ mua thêm con này cho đủ một cặp ha. Đây chữ nó đây nha mọi người, đây nó là thép nguyên khối nhưng mà nghe ông nói là thép VG gì đó, em không biết rõ lắm con này tại vì lạ quá, lần đầu tiên em có. Bên đây nó là thủ công á cho nên nó dập dập, nó còn lúp đen đen nè đó, ở trên đây nè có mặt trước nó nè đó. Rồi xem nha, con này ông cũng đã làm cán là cán bát giác khâu sừng, đây có điểm miếng đồng lưỡi 21, bán rộng 2,5 và độ dày nó là 3,5 ly về đều luôn nha mọi người, 3,5 ly về đều lên trên đây luôn đó, mọi người xem ha. Rồi mã số 12 này em bán giá là 750 ngàn. Con này về sashimi gì cũng được thôi. Cái đầu này thì y chang như mấy con si hao mà nhìn nó đẹp đẹp. Mã số 13 là một con Yanagiba hay được gọi là sashimi. Con Yanagiba này cực kỳ đẹp luôn nha. Nè đó, đó mấy ngày Tết ở nhà trà đá trà mệt xỉu luôn, nhưng mà trà thì nó đẹp à, đó chữ đây nha. Đây mặt sau đó nha mọi người. Con này thì khâu nhựa, con này đã em đã vô keo nó rồi, chống thấm nước vô cán để nó hư. Khâu nhựa, tình trạng cán nó đây. Em đọc kích thước luôn, lưỡi 20, bản rộng 2,9 và độ dày nó là 3,5 ly. Mã số 13 này em bán giá là 390 ngàn nha mọi người. Mấy ngày Tết có giao ở nhà, chà, nó cũng đỡ buồn, rất là đỡ buồn luôn em nói thiệt. Cực kỳ luôn á, hay gì mình không có đi đâu dịch bệnh ở nhà, mình vệ sinh dao với lại mình trà nè, nhìn nó đẹp ha. Rồi, 390 ngàn cho mã số 13 nha. Mã số 14 cũng là một con Yanagiba luôn và cũng là con này thì đã làm cán này rồi, khâu sừng bắt giác luôn. Đây mặt sau nó nha, con này thì rất là đẹp luôn, mặt sau rất là đẹp. Đây, con này đây, chữ nó đây nha. Đó, mọi người xem ha, lưỡi nó đây. Con này không có ám, không có rổ rỉ gì hết, rất là đẹp. Rồi em đọc kích thước luôn, lưỡi 23, bản rộng 2,7 và độ dày nó là 3 ly. Con số 4 này em bán giá là 500 ngàn nha. Mấy con này là ổng làm cán rồi nè, cán này coi như làm là chơi á, chứ không phải là tính tiền. Nếu mà tính tiền thì một cái cán thì cũng 200 ngàn rồi, thì con da coi như đâu. Đây là một con cái lưỡi Yanagiba và cũng nói luôn cái con này thực sự nó là một, nó có cái cán và có một cái khâu sừng. Em còn cái khâu của nó, tại vì trước Tết á, em vệ sinh á, thì em cố, tại vì cái con này nó còn đẹp cho nên em cố tình em đục cái cán nó ra đem ấy, nhưng mà đục á, bị tét cán luôn. Nè, mọi nhìn, nhìn mọi người nhìn cái cán của nó nè, đó, nó xét như vậy nè, nó ăn vô rất là nhiều. Cho nên nó cực kỳ, em xịt rỡ bẫy vô nó cũng không xi nhê luôn, cho nên cuối cùng đục sao mà tét cán, cuối cùng em lấy cái khâu thôi. Còn cái cán thì em bỏ em dục luôn. Đây là cũng là một phần, nhưng mà sự ra phải đục ra như vậy á thì mọi người mới vệ sinh được, nó dễ cầm với lại ấy nó đẹp hơn, chứ thật sự ra nếu mà để cán khó vệ sinh cực kỳ, không có được đẹp con da với là không có thoải mái. Đây con này thì lưỡi rất là đẹp nha, cho nên chính vì nó còn đẹp như vậy cho nên em mới đục ra, chứ nếu mà không thì em cũng không cần đục đâu, tại vì khi mà đục hư cán như vậy là mất giá trị rồi, coi như là lỗ luôn rồi đó. Đây chữ nữa nha mọi người, có hai chữ đây. Và đây nó có thêm chữ đây nữa nè nha. Đó, chữ đây nè, đây mặt sau của nó nha mọi người. Nó có cái rổ rỉ rổ chút xíu trên đây ngay cái đầu lưỡi đây nè. Đây chút nữa nè. Em hay đưa cận cảnh cho mọi người. Đó, cái cán mọi người xem nè. Em lấy trà xà bông, em lấy bàn chải em chà giờ nó ở, chứ lúc trước đó, nó rỉ nhìn ghê lắm, tại vì ở bên đó người ta vô bằng nhiệt á. Người ta đâu có vô keo chống nước đâu, khi mà về sử dụng thời gian nước nó thấm vô trong, nó ăn vô nó dính cứng ngắc là như vậy đó, ha. Lưỡi con này là 27,5 và bản rộng nó 3 và độ dày nó là 4,5 ly, ở đây 4,5 ly nha mọi người, và mỏng về trên đây là cũng còn khoảng còn 2,5 ly á. Và cái lưỡi này em bán giá là 850 ngàn. Cái con này á, em nói thiệt, em để cái cán với lại cái khâu sừng của nó coi như nguyên là em làm, nếu mà nó đẹp như vậy em phải bán cho 1,2 triệu, 1,2 triệu đến 1,4 triệu luôn đó. Tại vì con này nó rất là dài, 27,5 lần nha. Nó cái lưỡi này rất là đẹp nha. Chính vì nó đẹp như vậy cho nên mình phải có công nhiều để mình làm á. Rồi mã số 15 bán giá 850 ngàn. Đầu năm, cuối năm là phá rồi, đầu năm đem ra bán. Mã số 16 đây là một con Global G2 ha mọi người. Đây
Thì cái này thì mọi người biết quá rồi, con này rành quá rồi, thì lúc trước em cũng có nhiều, sau này thì bán hết, thì giờ hôm nay thì trước Tết em có một con nữa em lấy ra bán. Con G2 sử dụng thép là Chrome U318 ha, Center Shield. Em mới đánh bóng á, cho nên nó nhìn mọi người nhìn hơi đánh lánh lên á, con này tình trạng còn đẹp ha, nó có bị chút chiếu xước ở đây nè. Xước ở đây nè. Đó. Đây mọi người xem nha, cán đây. Rồi em đọc kích thước luôn. À, lưỡi 20 bản rộng 4,2 và độ dày nó là 2 ly nha mọi người, 2 ly mỏng gì trên đây là còn 1 ly. Rồi con này thì ghi ô tô thì chuyên thái rồi nhưng mà thép không rỉ nữa thì rất là phù hợp cho những bà nội trợ gia đình. Mấy cái bếp mà bếp bên châu Âu người ta sử dụng rất là nhiều cái dòng này, Global. Và hôm bữa trước Tết em có một con thì em cũng nói luôn là em cũng thắc mắc là ở trong này không biết nó làm bằng cái chất liệu gì, em tưởng là nó đúc, thật ra không phải, là trong này là có cát nha mọi người. Trong này nó đúc cát á, nó có hàm lượng nó cần đúc cát đó, cho nên nó, mà nó lấy vô rất là đều, cầm nó cân bằng con dao lắm nha. Đó em cũng nói sơ qua cho mọi người hiểu biết thêm về ở cái ở trong cái cán của nó sẽ làm gì. Cái này là một phần em ở nhà em phá cho nên em mới mở em coi á. Mã số 16 này em bán giá là 600 nghìn nha. Mã số 17 cũng là một con Global luôn, nhưng mà con này là cái foil lúc trước, nó là một cái foil của ICT, Global ICT. À, thì nó khác con kia là ở cái cán cầm. Đó mọi người thấy cán cầm ha. Và một cái nữa là độ dài của nó chỉ có 19,5 thôi. Và cái con này là cái phôi và em đã hạ lưỡi nó xuống nha. Và em đã hạ theo con này hạ hơi cực, là em hạ là vừa cái góc của nó là chặt được nha mọi người. Cái, em đã test con gà lúc mà Tết chặt rồi, con gà luộc chặt rồi. Và cái thứ hai nữa là ở trên này em hạ nó mỏng để mình thái được ha. Cho nên con này thì rất là đa năng luôn á. Tại vì Tết em đã sử dụng rồi. Rất là đẹp nha, con này rất là đẹp nên dọn cũng tâm tâm huyết để sử dụng á, cho nên rất là đẹp nha. Đây em hạ cái lưỡi nó đây nha mọi người. Đây cái góc dưới đây là góc để chặt nè. Thì đợt trước em bán cái phôi không đã là 1.200 rồi. Thì giờ em làm cũng nói chung cũng hơi chua chua á. Luôn nói chung là nhiều lên nhưng mà con này rất là đẹp nha. À, xem à. Rồi em đọc kích thước lưỡi 19,5 bản rộng 4,2 và đôi về nó là 2 ly, con này em bán giá là 420 ngàn nha. Thì con này á em nói luôn là bao chặt gà chặt vịt nha. Nè chặt góc dây chặt phân nửa đây là bông ngon cực kỳ ngon. Đây em hạ cái góc dưới đây rất là cao cho mọi người để chặt ha, còn trên đây là thái thì rất là bình thường rồi, thái ra củ quả là vô tư rồi. Mã số 7 em bán là 420 ngàn. Em tiếp tiếp tới là đề ba rồi. Mã số 18 là một con đề ba mini và con này là cũng là làm lại cán rồi. Ông nói lực ra mấy cái cán nó còn tốt lắm nhưng mà ông muốn làm đa dạng dao á, cho nên ông làm tất cả loại cán, không cần biết con dao nó xấu hay đẹp nó, nên con dao xấu quắc nó rỉ rổ như vậy mà ông cũng làm cán bắt giác khâu sần á mọi người. Đây ha, thì em về em chà đá thêm cho cái lưỡi nó đẹp nha, tại vì nó rỉ nó xấu á cho nên mình chỉ cần lấy cái lưỡi cho nó đẹp thôi. Đây và chữ nó bên đây nha mọi người. Đó, chữ nó nhỏ bên đây, thì bên đây thì nó rỉ rỉ rổ rổ bên đây nè, nó hơi rỉ rỉ rổ bên đây nhưng mà sử dụng thì cũng không ảnh hưởng gì đâu. Con này là 3 mini nha, khâu sần bắt giác nha. Rồi em đọc kích thước luôn, lưỡi 13,5 bản rộng 4 và độ dày nó là con này nhỏ nhưng mà độ dày nó tới 7 ly nha mọi người. Mỏng về trên đây cũng khoảng còn 3 ly mấy 4 ly á. À, lưỡi nó nghe mọi người. Rồi, con số 18 này em bán giá là 390 ngàn. 390 ngàn. Và con số 19, con số 19 thì con này là đẹp. Con này là cũng là làm cán lại nhưng mà ổng làm cái khâu nhựa mà cán chữ D. Đây mọi người xem ha, cán chữ D khâu nhựa. Nhìn nó lạ lạ cũng đặc biệt, cái gỗ này cũng nhìn nó cũng hay hay. Đây con này thì đẹp nha, chữ nó đây nha mọi người. Đây lưỡi nó đây. Mà sao con này thì không có rỉ rổ như con kia. Đó, xem ha. Lưỡi con này cũng 13,5 bản rộng 4 và độ dày con này có 6 ly rưỡi thôi, nhưng mà so giữa hai con này với con kia em thấy cầm con này nè nó đầm tay, nó chắc hơn nè. Nó chắc hơn. Rồi con số 19 em bán giá là 470 ngàn nha, cho con đề ba này nha, đề ba mini này nha, rất là đẹp nha. Thì nó đẹp á cho nên mình chỉ em chỉ cần chà đá sơ lại cái phần lưỡi cho nó đẹp là ok rồi. Còn mấy con kia xấu quá thì mình có những cái phần làm không được thì mình phải chịu thôi. Con số 20 là một con đề ba, con này còn rất là mới nha, từ khâu nè cho tới ngay chỗ đây nó còn rất là mới. Và cái cán ở đây nó còn một cái tem ở đây nữa nè. Và con này nó đóng với đích nó là 13,5 là kích thước của nó nha mọi người. Con này kích thước nó là lưỡi 13,5 nha, chữ nó đây nha mọi người. Lưỡi 13,5 bản rộng 4 mà độ dày nó là 6 ly rưỡi nha mọi người, 6 ly rưỡi.
Con số 20 này em bán giá là 480.000 nha. Con này là khâu inox nha, khâu inox. Con này em chưa vô keo, chưa vô keo chống nước nha. Có gì để em chưa vô keo chống nước con này. Lưỡi rất đẹp nha. Con số 21 cũng là một con đề 3 luôn, nhưng mà là con này là đề 3 dán AI nha mọi người, dán dài. Cũng bắt giá khâu sừng làm lại luôn. Đây, mặt sau đây. Mặt trước đây chữ nó đây. Đây nó có hai chữ nhỏ gì đây nè. Đây lưỡi nó đây nha. Dán đề 3 AI thì nó dài, cái bảng nó nhỏ lại, nó không có giống như đề 3 truyền thống. Lưỡi 15 bản rộng 4 và độ dày nó là 5,5 ly nha. Lưỡi nó tới 15 nhưng mà nó có bản rộng có 4 thôi. Độ dày nó là 5 ly rưỡi nha mọi người. Số 21 này bán giá là 420.000 nha. 420.000 cho con đề 3 này do nó mỏng. Do nó có 5 ly rưỡi thôi. Con số 22 cũng là một con đề 3 luôn, khâu nhựa, cán truyền thống, nó còn cái tem trên đây nè, nó còn cái tem trên đây. Em lột ra cho mọi người, nó còn tem nhưng mà ba chữ rồi, nó có cái tem chữ trên đây nè, ba chữ do mình ngâm nước á. Con nhựa này nó còn mới nè nha. Thì chữ nó đây nha. Con này là thép không rỉ nha mọi người. Con này là thép không rỉ. Đây. Lưỡi 15 bản rộng 5,5 và độ dày nó là 5 ly nha mọi người. Con độ dày 5 ly đều luôn á, cầm rất là nặng. Con này chặt được nè. Hai góc này nó cao cao tí xíu mọi người chặt được nha. Rồi mã số 22 này em bán giá là 430.000 cho con đề 3 này nha. Mã số 23, 23 là cũng là một con đề 3 luôn. Thì cái con này nó rất là xấu cái khâu nha mọi người. Đây là khâu inox này, nó xấu đây luôn nè. Đó. Cái nào xấu thì em nói luôn. Mặt sau của nó còn hơi rỉ rỉ nè, rỉ ngay đây. Ngay thì nó không có rỉ nhưng mà nó ám đằng sau nè. Mặt trước nó rỉ ngay đây nè, đó. Nhưng mà lưỡi thì rất là đẹp nha. Đó, cái nào mà mình lấy được thì mình xài, nhưng mà bù lại cái khâu nó rất là xấu. Cái con này, cái cán này thì xấu lắm. Lưỡi 15 bản rộng 4,2 và độ dày nó là 8 ly, nhưng mà bù lại con này nha, ở đây nó 8 ly lần nha mọi người. 8 ly trên sóng nó có mấy cái đường ngấn ngấn này nè, chắc bị do bị bạo hành nên người ta chặt đè lên chặt chặt cá mọi người. Độ dày của nó 8 ly nha mọi người. Con này em bán giá là, con 29 em bán giá là 390.000 nha. Cái giá này thật sự con này là em đi ra bãi mua nè. Có nhiều con thì em không có ra bãi mua, nhưng mà con này ra bãi mua nè. Đó, ra bãi mua thì tình trạng nó rất là xấu như vậy, cho nên về thật sự mà nói thì coi như là con này là bán coi như là lỗ vốn luôn á. Tại vì cái công làm con này rất là cực nha. Nội trà không là cũng mất cả tiếng mấy đồng hồ mọi người. Mã số 23 này bán giá là 390.000. Mã số 24 là cũng là một con đề 3 luôn. Con này thì nó rỉ rổ trên đây và mặt sau nó rỉ xấu lắm nha, cực kỳ xấu luôn. Con này nó rất là xấu luôn. Nhưng mà ai mua về xài không nói chung nó rỉ thì xấu nhưng mà xài cũng bình thường. Cái quan trọng là nó mất thẩm mỹ. Đó, nó vậy đó. Con này là khâu nhựa. Con này là khâu nhựa. Cán của nó đây. Rồi, nhưng mà bù lại á, cái đường lưỡi của nó rất là đẹp nha. Mọi người lấy chú trọng cái lưỡi thì con này là good luôn. Nè, lưỡi nó còn nguyên bản luôn nè. Đó, mọi người nhìn nha, cái thép ghép của nó đây. Đó, còn nguyên bản cái lưỡi nó đây. Nhưng có một cái là nằm rỉ rổ nhiều quá, cho nên nó bắt mũi như vậy. Đây, nó rỉ như vậy. Chữ nó đây nha, mặc dù rỉ rỉ nha, chữ cũng có nha mọi người. Đó, rồi, em đọc kích thước luôn. Lưỡi 15, bản rộng 4,5 và độ dày nó là 7 ly. Con này em bán giá là 350.000 nha. 350.000 cho con này. Con này bằng bán giá đi ra bãi mua luôn đó. Ra bãi mua nó còn nó tệ lắm, nhưng mà về mình trà ăn chưa trà đẹp gì, cái lưỡi đẹp gì đâu nha. Con số 24 này em bán giá là 350.000 cho con đề 3 này. Con đề 3 xấu nè, nó luôn xấu luôn. Rồi con đề 3, con số 25. Này con 24 là em bán giá 350.000, đây con số 25 đây cũng làm con đề 3 luôn. Khâu sừng và cán bắt giác khâu sừng. Và cái gỗ cán này ông nói là cái cán rất là đặc biệt nha, ông kêu là gỗ gì em quên rồi, nó cao cấp hơn mấy cái gỗ kia. Do con đề 3 này còn đẹp á, cho nên ông nói vậy nè, chữ nó đen nha mọi người. Nhưng mà mặt sau nó hơi rổ ngay chính giữa ngay góc đây nè. Đó. Chà không nổi đâu nha, em nói luôn chà không nổi đâu nha. Đừng có nghĩ là cái gì cũng chà được nha, nó xấu rồi chà không nổi đâu. Nè đây là thép cứng cực kỳ cứng luôn. Đó, nó chỉ bị ngay góc đây thôi. Trên đây nó trên đây sóng dao thì đẹp, con này sóng dao đẹp. Thì chữ nó đen nha. Đây, con này cũng lưỡi còn đẹp nha, đó lưỡi đẹp nha mọi người xem à. Đây, khâu sừng bắt giác nha, cái khâu này thì ông làm cái sừng này hơi nhỏ xíu. Lưỡi 16 bản rộng 4,5 và độ dày nó là 7 ly. Con này lưỡi 16 lần rộng 4,5 độ dày nó 7 ly. Con số 25 này em bán giá là 730.000 nha. 730.000 cho con này. Con số 26, con háo 26 cũng là một con đề 3 luôn. Đây là một con đề 3 AI nha mọi người. Con này đề 3 AI. Con này thì đã đục cái cán ra và kéo cái cổ nó lên tí xíu nè. Thật ra lúc trước là nó nằm ở đây nè, nó nằm ngay đây nè. Nhưng mà giờ kéo lên cao để cho mọi người cầm nè. Đó, cầm sẽ thấy thoải mái hơn ha.
đó, cầm dao á, khi mà mình ổng làm, khi mà đục ra mình phải cầm cảm nhận trước, chứ không phải là mình đục ra rồi cái mình đút vô giống như vậy. Cho nên tháo ra nó lòi ra một tí xíu nha mọi người, nó lòi ra một tí xíu ở đây. Đây, lưỡi nó đây nha, chữ nó đây nha. Chữ rất là đẹp, lưỡi nó cũng rất là đẹp. Con này dạng đề bài y nha mọi người. Hay mà sao con này thì không còn gì để nói rồi, rất là đẹp, không có rỉ rổ gì hết. Cán bắt giác khâu sừng luôn. Con này cán cũng rất là đẹp luôn. Khá good. Lưỡi 17, con này lưỡi nó tới 17,5 nha, độc bản rộng nó 4,2, rồi vậy nó là 6 ly 8, gần 7 ly. Nhưng mà là 6 ly 8, nói chung là gần 7 ly đó. Thì con này em bán giá là 750 ngàn cho con đề ba này nha, 750 ngàn cho con đề ba này. Con số 25, ê, con số 26 chứ, 750 ngàn cho con số 26. Đây là cặp Betty, hôm nay em có được cặp da Betty. Thì con này là đúng một cặp rất là đẹp luôn. Con này, con Betty này 15 này là khỏi khỏi bàn luôn, con này rất là đẹp luôn. Đẹp mà. Hay mà. Này là khẩu đúc nữa nha mọi người. Đây cán nó đây. Đây, từ cán cho tới đây không có gì để chơi con này. Con này lưỡi 15 bản rộng 2,5 và độ dày của nó là 2 ly nha mọi người. Còn con Betty nhỏ, quên nó chữ nè. Em đưa chữ cho mọi người xem ha. Chữ khắc rất là đẹp nha, Betty mà cực kỳ đẹp luôn. Và con này là con Betty nhỏ thì chữ nó đây. Thì nó bị ám đây nè, ở đây nè, ở đây nè, dưới đèn cái đó. Câu này cũng là khâu đúc luôn, hai con đều Betty khâu đúc hết. Cán thì còn đẹp, con này đặc biệt, con này là cán là nó chốt đồng nha mọi người, cán chốt đồng. Con này hàm lượng carbon khá nhiều nè, và con này hiện tại giờ em đã mài bén rồi, rất bén nha, nhỏ mà rất không có vỏ nha. Con này thì lưỡi có 12 thôi, lưỡi 12 bản rộng là 2 và độ dày của nó là 1,5 ly nha mọi người, không tới 1,5 đâu nhưng mà em cho 1,5 đó. Rồi cặp Betty này là con số cặp 27 này, em bán giá là 570 ngàn cho cặp Betty này mọi người. Hiếm có mà Betty nào mà ăn cặp á, mà nó khâu đúc luôn mọi người. Đa phần em đúc với em bán á, nó là cái ốp mà cái cán của nó là ốp phun tan á. Thì khâu đúc thì nó đẹp hơn, mà kiếm mấy con đẹp hơn hơi khó. Rồi mã cuối cùng, mã số 20, 28. Mã số 28 đây là một con đề ba của hãng Kanamitsu. Và con này là hàng lỗi, lỗi về kích thước nha mọi người. Nó sử dụng thép là không rỉ. Đây, đó mọi người xem ha. Con này thì em hay giới thiệu hoài vậy đó. Đó, bự vậy nè. Thì con này là hàng full box, hàng mới nha mọi người. Chưa có gì hết luôn. Thì mọi người muốn về mài hay chặt chặt gà vịt gì rất là, thì mọi người hạ gốc nó cao. Còn làm cá thì mọi người mài gốc cũng gốc nhỏ thì vô tư thôi, cắt khoanh rất là ngon nha. Rồi. Lưỡi 27 và bản rộng nó là 7 và độ dày nó là 5 ly nha mọi người. Con này độ dày 5 ly đều nha. Thì cái con này là hàng lỗi của hãng Kanamitsu, nó lỗi về kích thước á, lỗi kích thước quá bự, chứ kích thước trên nó bán là chỉ có 24 thôi. Và con này em bán giá là 750 ngàn nha. Rồi video của em tới đây cũng đã kết thúc rồi. Em cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của em và chúc mọi người đầu năm thật là vui vẻ và hạnh phúc. Đây là em chúc cuối video. Rồi cảm ơn, xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp mọi người gặp lại ở video tiếp theo. Bye bye.